Dạ mến chào tất cả cô chú anh chị đã đến với kênh Nhàn Cục TV nha. Thì hôm nay Nhàn có nhận được số tiền của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân gửi gắm cho Nhàn để đến gia đình cho chú An với em My của cô chú anh chị. Thì chắc có lẽ là bây giờ Nhàn sẽ đi vào để trao đổi với nhà gia đình chú An và có một cái cách để xử lý cái đồng tiền này của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân hợp tình, hợp lý và đúng mục đích, để cho chú và em My con của chú An sẽ là mau khỏe mạnh lại. Thì cũng nhiều anh em YouTube cũng đến đã chia sẻ hỗ trợ cho chú, nhưng mà trong cái vấn đề này thì Nhàn cũng chưa có hỏi chú, thì hôm nay sẵn thì Nhàn sẽ hỏi luôn để cụ thể công việc như thế nào. Thì Nhàn sẽ mời cô chú anh chị theo dõi chân Nhàn vào họ chia sẻ cùng gia đình nha. Và cô chú anh chị có xem được video thì mong mọi người giúp cho Nhàn một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ và một lượt like để Nhàn có động lực. Và kênh anh Thanh Hồng TV thì Thanh Hồng TV cũng là người đồng hành cùng Nhàn trong những chuyến thiện nguyện và những hoàn cảnh này, thì anh Thanh Hồng TV cũng đã giúp cho Nhàn, chia sẻ cho Nhàn để Nhàn biết đến. Thì mong cô chú anh chị ủng hộ kênh hai anh em con nha. Và một lần nữa Nhàn sẽ đi vào để trao đổi cùng chú An một số việc nha cô chú anh chị. Dạ cháu chào cô. Làm gì đó cô? Dạ thì đây cô chú anh chị, Nhàn sẽ đang vào nhà chú An nha. Thì Nhàn hôm trước Nhàn cũng làm video và phát trực tiếp hoàn cảnh của chú An rồi, thì Nhàn sẽ vào để coi chú đang làm gì. Dạ con chào chú An. Chú chào cháu. Chào My nhá. Dạ thì hôm nay là cháu sẽ có một cái số nội dung để có thể cần chia sẻ cho cô chú anh chị Mạnh Thường Quân á, trong nước và ngoài nước, để họ biết, có thể là họ giúp đỡ cho hoàn cảnh của chú. Và kèm theo đó là báo với chú một cái tin vui luôn, là chú đã có được một cái khoản hỗ trợ của Mạnh Thường Quân để giúp cho chú với em My á có một cái số tiền để điều trị ạ. Thì giờ chắc chú giúp cháu một tí nha. Dạ thì con xin chào chú An. Anh chào em My nha. Thì hôm qua khi cháu nhận được một cái số tiền của cô Oanh ở bên Úc đó, thì cô Oanh có gửi số tiền cho cháu, thì cháu có điện cho chú đúng không? Thì báo tin cho chú rồi. Thì hôm nay cháu đến đây để cháu chia sẻ một số việc nữa, để coi chú cháu mình bàn ra cụ thể để sử dụng số tiền này cho đúng mục đích của chú anh chị Mạnh Thường Quân hỗ trợ nha. Thì chú An cho cháu hỏi là trước đó cháu có nghe là mấy anh em YouTube đã từng chia sẻ hoàn cảnh chú đúng không? Có. Dạ thì trong khi đó cháu cũng không nhớ kênh nào, nhưng mà có điều một cái là khi mà mấy anh em YouTube đó chia sẻ thì có được cô chú anh chị Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho chú là một khoản tiền đúng không chú? Có. Dạ khoản tiền đó là nhiều không chú? Khoản tiền vừa qua là khoảng 20 triệu. Dạ có. Rồi 20 triệu đó là mình sử dụng về công việc gì chú? Hoàn cảnh quá khó khăn cháu ơi, rồi chú phải chi phí mọi thứ hết trơn, bệnh hoạn đau yếu, bà bệnh liên tu bất tận, rồi bà đau luôn khớp gối giò, rồi gia đình thì thiếu ăn, mọi thứ cái gì cũng chi phí vô tiền đó, nên thành thử ra số tiền đó không có đi đứng gì được hết. Thì bây giờ cho cháu hỏi luôn ha, là số tiền đó 20 triệu đó chú sử dụng mục đích là để điều trị cho cô, trị bệnh cho cô đúng không? Trị cho cô cũng có, rồi chi chú xài trong gia đình cũng có. Trong số tiền đó chú có lấy thuốc này nọ uống không cho chú không, với cha mi không? Có luôn phải không? Thì cháu cũng nói chung là cháu hơi tò mò, chứ chú cũng thông cảm nha. Tại vì cái vấn đề này là của nhiều cô chú anh chị hỏi, thì cháu cũng xin trả lời với cô chú anh chị là cái số tiền trước đó cũng được cô chú anh chị Mạnh Thường Quân hỗ trợ là khoảng 20 triệu. Thì cũng nhờ anh em YouTube trao cho chú An, thì số tiền đó thì chú An cũng sử dụng là điều trị cho cô, tại vì cô bệnh cũng rất là nhiều cô chú anh chị. Nói chung nhà là ba người là bệnh hết rồi đó, nhưng mà cô thì được có cái là cô còn nhẹ hơn chú và em. Rồi chú An ơi, cho cháu hỏi một cái nữa là hôm bữa cháu có ghé đây cháu quay, thì cũng được hữu duyên là chị Jenny Lê thì cũng hỗ trợ ít đó, thì bữa giờ chú có mua đồ ăn gạo thóc ở nhà không? Có hả? Vui không? Vui lắm chứ, trả được tiền mà được bà con trợ giúp thì lúc nào cũng gia đình cũng phấn khởi lên. Dạ. Chứ trong thời gian khó khăn mà được anh em cô bác giúp đỡ thì gia đình mừng lắm. Dạ. Nhưng mà chú có biết được cái số tiền là hiện tại cháu đang giữ giùm cho chú là bao nhiêu không? Chú biết không? Theo chú nghĩ. Dạ, cái đó chỉ tin mừng thôi chứ chưa biết được. Dạ. Chỉ đang hồi hộp. Thì bây giờ trên video hôm nay, đầu tiên nhất là Nhàn sẽ gọi đọc cái số tiền để cô chú anh chị đã ủng hộ chú An cả nhà. Thì
bây giờ bữa trước á là chị Trung Jenny, chị Jenny Lê ở Sài Gòn đã hỗ trợ cho chú 2 triệu và cháu 500, đúng không? Là tiền riêng của cháu là 2,5 triệu. Rồi đúng. Rồi cháu sẽ để là một cô dâu, một chị giấu tên nha, là 200 ngàn. Chị Dung 300 ngàn, chị Hạnh 200 ngàn. Chú Quang quận 8 á, là chú Quang đồng hành cùng cháu á, là làm những thiện nguyện, là chú Quang gửi cho chú 1 triệu. Đó thì viết kèm theo là cô Quang ở Úc gửi cho chú là chẳng 10 triệu, đúng 10 triệu nha. Thì tổng số tiền hiện tại đây là cô chú anh chị nhàn nhận cho tới ngày hôm nay là ngày mấy ta? Bữa nay 15 à, ngày trên đó chú. Đúng rồi, ngày bữa nay hôm nay là ngày 15 trên. Thì nhàn có nhận là tổng số tiền là hiện tại cũng chưa, cô chú anh chị chờ anh tí. 3 triệu, 4 triệu, 14 triệu 200. 14 triệu 200 thì lúc đó cháu đã trao cho chú là 2 triệu rưỡi rồi. Là còn 11 triệu 700. Thì trên video này cháu sẽ trao cho chú là 1 triệu 7 để cho chú lấy cái tiền chi phí đó là chú đi xe đi lên Sài Gòn. Còn lại 10 triệu này cháu sẽ giữ lại là để chú lên Sài Gòn, cháu sẽ lấy cái số tiền này cháu sẽ điều trị viện phí cho chú. Để vô khám và như thế nào. Rồi kèm theo trên đó, trên video này nhà cũng nói luôn, chị Jenny Lê đã chờ nhàn ở trên, ngày mai là chờ nhàn trên Sài Gòn của chú anh chị. Thì chị sẽ đồng hành cùng nhàn, chị chưa có nói là trao cho chú bao nhiêu gửi gắm, nhưng mà chị sẽ đồng hành coi khoản chi phí của chú là điều trị là bao nhiêu. Thì trước đó cháu cũng báo cáo với chú là khoảng 20 triệu là tiền khám cho chú và em My. Thì bây giờ trước mắt đây là được 10 triệu và riêng tài khoản chú An nhàn dẫn nhận liên tục của chú anh chị. Hoàn cảnh của chú An nè, hoàn cảnh của em Sang nè, và hoàn cảnh em Vàng, ba hoàn cảnh này nhàn sẽ nhận tài khoản liên tục đó. Khi nào mà chẳng hạn như những hoàn cảnh nào nhàn nói là nhàn đóng tài khoản nhàn không nhận nữa, thì lúc đó nhàn sẽ thông báo với cô chú anh chị. Thì bây giờ cháu sẽ trao cho chú là 1,7 triệu để lấy chi phí chú đi xe nha. Rồi. Nhưng mà cháu hỏi luôn là chú và em My có thể đi xe đò lên đó được không? Dạ không biết đường đi nước bước hết chân không gì. Có nghĩa là từ đây mình ra đó mình đặt vé xe rồi xong là mình lên tới Sài Gòn, lên tới đó là con sẽ ước chú qua chỗ nào cháu sẽ ước ở chỗ đó. Hay là chú không biết đường đi luôn? Chú không biết luôn, chú mù mờ lắm. Không biết đường đi lên Sài Gòn luôn hả? Không biết luôn. Xe thôi, mình ra xe, ví dụ như mình ghé bệnh viện đó là ra xe này là... Đúng rồi. Thì nếu vậy thì ngày mai cháu sẽ hỗ trợ chú ra ngoài xe đó, rồi bắt xe. Cháu đặt xe sẵn luôn nha. Đặt xe sẵn cho chú với em My lên đó, lên tới Sài Gòn là cháu sẽ đón. Cháu sẽ đón chú với em My qua bệnh viện. Khi lên mà cháu nhá số điện thoại. Dạ, đúng rồi. Thì bây giờ con sẽ gửi chú 1,7 triệu là tổng là 4,2 triệu, chú đã giữ 4,2 triệu nha. Dạ đây rồi, con gửi chú 1,7 triệu nha, chú đếm lại giùm cháu đấy. Đếm lại giùm cháu cái, đếm kỹ lại phải không? Đúng rồi đó, 3 tờ 500 và 1 tờ 200 đúng không? Dạ là cái số tiền cô chú anh chị đã yêu thương gia đình chú An và đã hỗ trợ cho gia đình chú An số tiền này. Thì thông báo với chú luôn là sáng mai tầm khoảng 7 giờ. Rồi 7 giờ sáng mai thì nói chung là cháu sẽ trong ngày hôm nay cháu sẽ đặt vé xe rồi cháu báo cụ thể giờ nào ngày mai đi thì cháu sẽ báo cho chú để là chú cháu mình kết hợp nhau đi lên tới Sài Gòn thì cháu sẽ đón trên đó. Đó thì ví dụ như cháu sẽ đưa vào viện, nói chung tất cả những khoản đó cháu sẽ đồng hành cùng chú để hỗ trợ cho chú, tại vì cũng cô chú anh chị cũng thông cảm. Chú An nói rất là thiệt tình nhưng mà không biết cái gì, không biết đường đi nước bước biết gì hết quá hồi nào giờ đi thành phố không biết đường quá sôi khó lòng. Dạ thì cũng có đó, cũng thông cảm cho chú, tại vì chú cũng ít đi ra khỏi nhà. Thứ nhất, thứ hai nữa là chú cũng không có biết bệnh viện nào với bệnh viện nào. Đó thì cháu cũng sẽ hỗ trợ. Dạ rồi chú An ơi, cho cháu hỏi cái này luôn ha. Thì nếu như có cơ duyên mà đợt này chú có thể khám bệnh rồi biết kết quả bệnh và có phương án điều trị thì chú sẽ có cái hướng như thế nào không? Có nghĩa là ví dụ như điều trị nằm viện trên đó, chú và em nằm viện trên đó thì chú có thể sắp xếp nhà với đây để cô ở một mình được không? Chú cũng có sắp xếp rồi, chú cũng nói với bà chịu ở nhà rồi đó. Dạ. Nhưng mà lên trển có một cái là bởi vì nó là con gái, chú là con trai, chú là đàn ông. Dạ. Ví dụ vệ sinh tất cả mọi thứ của con gái. Dạ. Thì bây giờ quan trọng nhất là chú lên trển, bây giờ lên trển thì mình chưa có làm liền, nhưng mà thời gian nằm ở lại như đợi chờ đợi thời gian bác sĩ báo cáo. Là
bác tin như thế này coi nó nằm mở nghỉ ngơi như thế nào. Có nghĩa là chú An ổng ngừa gần một điều á, là có nghĩa là đi trên đó là nhập viện vào thì không ai chăm sóc cho em đi được đúng không? Đúng rồi. Rồi con giải thích cho chú cái này lên là khám thôi. Khi khám rồi á, lúc đó bác sĩ sẽ đưa ra một phương án điều trị. Đúng rồi. Thì lúc đó có thể là cô đi lên, cháu sẽ hỗ trợ xe cho cô đi lên chăm. Hoặc là có phương án như thế nào thì lúc đó mình sẽ tính sau. Rồi, bây rồi, giờ rồi. Trước mắt á, là mình lên đó mình chỉ khám. Rồi. Biết đúng nguyên nhân cái căn bệnh là từ đâu. Ừ. Và phương án điều trị như thế nào. Đó là trước mắt. Nên chú không có gọi lo vấn đề đó nha. Rồi. Còn ví dụ như lên mà khám bác sĩ nói như thế nào cụ thể thì kết quả sẽ xong video sau. Rồi. Thì có nói chung là phương án nào cũng có cách giải quyết được hết. Thì nên chú cứ an tâm vấn đề đó. Cháu đã sắp xếp thì cháu sẽ hỗ trợ cho gia đình những cái gì trong tầm khả năng hiểu biết của cháu. Đó thì với lại là cháu hỏi luôn là bây giờ nếu như mà được một số tiền lớn và được một phương án điều trị như vậy thì chú An cảm thấy như thế nào? Chú có phấn khởi, nếu mà một mặt thứ nhất là lo chị cho cháu gái này trước. Yeah. Rồi trường hợp đặc biệt nếu mà bác sĩ khám, nếu bệnh tình của chú mà bác sĩ được điều trị luôn được. Yeah, tốt. Yeah. Được thì chú nhận luôn. Yeah. Còn như hoàn cảnh quá khó khăn, tiền bạc eo hẹp như thế nào thì chú quản lại thời gian thì cho lo cho cháu gái nó. Yeah. Trước đi rồi chậm chậm chút cho chú sau cũng tốt. Dạ thì cháu nói như thế này luôn, có nghĩa là trên video này sẵn cháu nói luôn, cháu biết được cái tấm lòng người cha của chú, có nghĩa là chú không cần bản thân chú nhưng mà chú muốn dồn hết tình yêu thương đó cho con gái chú, đúng chưa? Đúng rồi đó. Thì bây giờ cháu cũng chia sẻ luôn những cái gì cháu biết, thì cháu có điện lên cho cô rồi, một cô trên đó, cô đã nói là nếu như cái chân của em My thì anh xin phép My anh nói luôn nha, muốn điều trị được thì thời gian phải lâu dài, có thể là kéo tới tháng 6 năm sau có một đoàn y bác sĩ ở bên Pháp vừa về thì có thể lúc đó là sẽ có cái hướng, nhưng mà trước mắt cháu phải lấy cái hồ sơ bệnh án của em cái. Rồi. Khi có hồ sơ bệnh án của bác sĩ Việt Nam mình thì sau này khi ca phẫu thuật đó cháu sẽ đưa hồ sơ bệnh án đó cho bác sĩ bên Pháp thì họ sẽ đọc được, còn không phải là Việt Nam mình làm không được, nhưng mà phải kết hợp với bên bác sĩ nước ngoài thì cái cuộc phẫu thuật nó sẽ thành công hơn. Ừ. Thì cho anh hỏi My tí nha. Thì ví dụ anh hỏi ví dụ đi, nó có một cái cơ hội mà em phẫu thuật lại cái đôi chân bình thường thì cái cảm xúc em như thế nào? Dạ thì con muốn đi thường ngày nhưng mà quét nhà cửa phụ giúp cha mẹ ha. Dạ. Còn bây giờ là bình thường chân em là có lẽ là không đi được hay sao? Dạ đi thường. Đi cũng yếu đó. Có đi là đi lắm. Dạ, đúng không? Yếu. Nhưng mà mỗi cái bước đi của em vậy là đau không? Dạ đau. Có đau ở chỗ nào em? Thường đau đâu? Ngay ngó này. Đau ngay đoạn đó hả? Ngay khớp luôn ha. Dạ. Ừ. Còn anh hỏi tới chuyện cái hàng ngày ví dụ vệ sinh tắm rửa này nọ là mẹ hỗ trợ em hay sao? Dạ tắm mình ơn rồi mẹ vô thay đồ. À vậy hả? Thì cũng cô chú anh chị thì nói thật tình rất là xót, tại vì một người phụ nữ sinh ra năm nay 30 tuổi rồi mà mang trong người một cái căn bệnh là từ nhỏ, nên em rất là buồn, cảm xúc em rất là buồn luôn, nên đó là Nhàn cũng hữu duyên đến gia đình để chia sẻ hoàn cảnh của chú. Thì hầu như là người cha người mẹ nào cũng muốn cho con mình sinh ra tốt đẹp để trên cuộc đời này, nhưng mà không có, cái số phận em nó nghiệt ngã quá, em dính một cái căn bệnh nói chung là gọi là quái ác, để lại hầu như Việt Nam mình cũng gặp ít căn bệnh này chứ không phải là nhiều đâu, cũng rất là hiếm. Thì nếu em có thể em nói cái mơ ước của em đó sắp tới là khi được điều trị và để được và hết cái chân mình sẽ giảm lại bớt, thì em sẽ thực hiện cái mơ ước đó để là sao? Dạ, giúp cha mẹ. Giúp đỡ cho mẹ. À, ví dụ như chân mình mà thành trở lại bình thường là có đi làm mà được rồi thì phụ giúp cha mẹ được đúng không? Dạ. À, có mơ ước gì riêng cho bản thân mình không? Dạ. Ai biết được đâu khi mình phẫu thuật này nọ thành công rồi sẽ có một cái người nào đó yêu thương mình cũng phải có một cái gì cho bản thân mình chứ đúng không? Đó, ví dụ sau này khi mà em trở lại phẫu thuật được cái đôi chân, em trở lại một người phụ nữ bình thường, đó thì mình cũng phải có một cái gì đó mơ ước cho bản thân riêng của mình, đúng không? Nhưng mà ví dụ có một người nào thương em có thương lại không? Mà ở với cha mẹ vậy. Ở với cha mẹ vậy luôn hả? Sao kể cháu vậy?
mình cũng phải có cái gì cho cái hạnh phúc riêng của bản thân mình, tại vì cha mẹ mình ngày lớn tuổi cũng một ngày nào cũng sẽ phải rời bỏ mình đi, đó là nguyên tắc của cuộc sống trong sinh lão bệnh tử rồi, đúng không? Thì mình không lẽ một mình sống gì tất cả đời. Nói chung là mình cứ mở rộng lòng yêu thương của mình, đúng không? Khi người ta thật sự yêu thương mình, người ta sẽ không nghĩ gì tới bản thân mình, mà người ta nghĩ về cái tâm hồn của em. Thì em đừng có từ chối người ta, tội người ta nha không? Cái đó anh chia sẻ. Thì chú An ơi, cháu cũng trao đổi với chú một tí nữa. Thì nếu như cháu nói thật, mà để một lúc á, cháu lo cho hai hoàn cảnh thì cũng rất là khó khăn. Tại vì cô chú anh chị Mạnh Thường Quân á, thì họ cũng không phải là một hoàn cảnh nào ưu tiên, thì họ cũng phải chia phối ra rất là nhiều hoàn cảnh. Thì chú thấy trên những video của cháu á, còn rất là nhiều hoàn cảnh khổ, đúng không? Cô góp ý với cháu hồi nãy, nếu một mặt thứ nhất là lo cho em gái cháu, cho nó hoàn tất. Dạ. Còn một phần chú, vì chú đã suy nghĩ nát rồi hết rồi. Dạ. Bây giờ lo cho em nó hoàn tất tốt đẹp được, là đó là niềm ước mơ của chú từ lâu. Dạ. Còn chú đã lớn tuổi rồi. Dạ. Nếu một mặt thứ nhất là lên cho thuốc men, vì trong cơ thể chú hiện nay cũng mang nhiều cái chứng bệnh nó ngặt nghèo lắm ở trong nữa, không một quá là bao tử, hay là cái đường tiêu hóa nó trong cơ thể nó khó ăn ngủ, với nó đi tiêu hóa có khi đôi ba ngày, bốn năm ngày, ba bốn ngày mới đi được, chú mới đi vệ sinh được đó hả? Nhưng vừa qua chú có khám bác sĩ huyện, thì bác sĩ kêu lên tại tỉnh nhà để nội soi. Yeah. Nhưng hoàn cảnh quá khó khăn, đi mỗi lần kêu một người chở giúp chở đi lên Bạc Liêu, chạy ra chốc dãy đi không được, không ai chịu chở hết trơn, nó khó khăn lắm. Yeah. Nó thành thử một người kêu ra ngoài đón xe đi Bạc Liêu được rồi, nhưng mà tới đó ta bỏ mình rồi. Nhưng vô trong bệnh viện thì chú mù mờ, chú không biết đường đi nước bước nên khó lòng. Yeah. Muốn cần là một người đi với mình lên tại Bạc Liêu. Yeah. Rồi đi vô nhờ người đó chạy giấy tờ hoặc giả là khám. Yeah. Như thế nào là người ta biết hướng dẫn mình đi. Yeah. Mình mới biết. Nhưng mà cho cháu hỏi luôn, lần này mà nếu đi lên Sài Gòn á, có cháu đi đồng hành cùng chú có tự tin không? Tin. Có tin tưởng cháu không? Tin cháu. Đó là một người ơn của chú, gì chú phải. Yeah. Tin tưởng tất cả. Thì cháu nói chú luôn, thì sẵn có cơ hội này thì dạ, cháu sẽ lên đó, cháu sẽ khám hết những cái bệnh của chú trong người chú luôn, điều trị cho chú luôn. Cháu còn rồi, còn cái bệnh. Dạ. Một ngày thì nếu trường hợp. Dạ. Được tất cả bà con gần xa mà giúp đỡ được phẫu thuật cho chú được căn bệnh chú hết. Dạ. Thì chú ơn nghĩa này chú mang muôn đời, chú không bao giờ chú. Dạ. Vậy cho cháu xin phép nha, là có nghĩa cái căn bệnh của chú á, là theo cháu biết, theo cái sự hiểu biết của cháu á, nó cũng nhỏ nhoi thôi. Căn bệnh của chú bây giờ là phải điều trị bằng thuốc nam. Và bài thuốc nam đó cháu đã có, cô chú anh chị đã gửi cho cháu. Thì khi sau video này, cháu sẽ ghi lại cái bài thuốc nam đó cho chú. Và bài thuốc nam đó là ở trong khu vực của mình cũng có luôn, đồng ruộng có. Ồ, vì là thì thứ nhất đó là bài thuốc đó là chú vừa uống và chú vừa tắm luôn. Rồi. Hằng ngày là cô sẽ bỏ vào cái cô đi hái, rồi cô bỏ vào cái son bự á, cô nấu lên, rồi bắt đầu cho chú pha vô nước cho chú tắm. Nói chung là không pha nước, để nguyên cái nước đó luôn. Tắm xong là cứ đi ngủ, nước thuốc mà đâu có sao đâu. Tắm thuốc đó, tắm nước, tắm mỗi ngày, vừa tắm vừa uống luôn. Thì có một cô chú là đã gửi, có người bệnh y như chú. Cái bệnh của em My thì đặc biệt, còn bệnh chú là cũng rất là nhiều bệnh người bị, mà họ nhờ những cái thuốc nam như vậy á, có thể là họ giúp được đó. Thì bây giờ cháu cũng xin trao đổi với chú là có nghĩa xong sau video này thì cháu sẽ đọc lọc và lục lại cái bài thuốc đó. Yeah. Để đưa cho chú trước. Là chú bây giờ chú cứ sử dụng thôi, chẳng hạn đi đợt này không, đợt này chưa đâu, chú đi với cháu lên Sài Gòn về. Rồi. Đầu tiên cháu sẽ khám cho chú cái bao tử, thứ hai là đường tiêu hóa. Đó, thứ ba nữa là bác sĩ sẽ chẩn đoán cái căn bệnh của chú đang bị là gì. Đó, còn bên đây là Emmy, thì Emmy hiện tại là bị có cái chăn thôi. Với nó phở ra những cái tay như thế này, em ngứa, thì cháu sẽ đứng ra cháu trao đổi với bác sĩ bên những đề bệnh lý của chú và em để có cái hướng điều trị tốt nhất. Còn bên chỗ Emmy á, thì cứ khám trước đi, rồi xong kết luận của bác sĩ như thế nào, rồi cháu sẽ nhờ một cô, đó là cô sẽ liên hệ với bên bác sĩ nước ngoài có một đợt phẫu thuật gọi là thiện nguyện miễn phí về Việt Nam, thì nó sẽ nhẹ cái chi phí rất là nhiều cho chú. Rồi. Và có một cái cơ hội cho em được trở lại qua cuộc sống bình thường hơn, đi đứng này nọ cũng thoải mái hơn, đó phụ giúp được cha mẹ phần nào thì phụ giúp. Đó. Thì cô chú anh chị,
Trên video này thì Nhàn cũng chân thành cảm ơn tất cả tấm lòng yêu thương của cô chú anh chị đã gửi gắm cho gia đình chú An và em My. Thì hành trình sắp tới Nhàn cũng sẵn chia sẻ những cái chuyến đi điều trị cho chú An và em My, và những cái cách mà những cái bài thuốc của chú anh chị gửi về cho Nhàn. Thì nói chung là cái thuốc nam thì cô chú anh chị cũng hiểu rồi, may thầy phước chủ, con nói chú đúng không? Đậm thì là nó hợp cái cơ địa của cơ thể mình, là uống vô là hết liền. Đó, mình cũng không phủ nhận rằng những cô chú anh chị đã gửi những bài thuốc đó về. Mình cứ thử nghiệm, tại vì thuốc nam á, rồi con nghe nói ngày xưa mà ông bà con nói là uống vô không bổ dọc cũng bổ ngang à. Đúng thuốc mà nó phải tốt thì chú đúng không? Chứ không có gì mà lạ hại hết. Nên thì trên video này Nhàn cũng chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã luôn đồng hành cùng Nhàn và anh Thanh Hồng TV để trên những con đường thiện nguyện. Và Nhàn cũng chân thành cảm ơn chú An và em My cũng đã chia sẻ hoàn cảnh mình, và cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước đã luôn đồng hành cùng Nhàn, giúp đỡ Nhàn trên con đường thiện nguyện. Một lần nữa thì chắc có lẽ Nhàn sẽ quay lại Nhàn trao đổi với cô, là con trao đổi với bà xã của chú An tí về cái hành trình chú đi điều trị sắp tới cô ở nhà một mình sẽ như thế nào. Thì mời cô chú anh chị đón xem tiếp nha. Rồi thì cô chú anh chị hồi nãy giờ cũng trao đổi với chú An rồi, với em My rồi, thì chắc có lẽ là bây giờ con sẽ chia sẻ với cô một tí. Thì con nghe chú An nói là lúc trước là cô cũng có trong người cũng rất nhiều bệnh đúng không con? Dạ, có. Dạ, là thường cái bệnh chính của cô là mấy cái cơn bệnh đó, cô có thể nói lên cho cháu được không? Kể lên đó. Dạ, nó nhức giò với tay thì dột bẻ với nó chặt giò. Rồi bây giờ cha con nó đi gì đó thì nhà cũng yên tâm. Thì cháu nói như thế này, nếu cô bị những cái chứng bệnh đó đó, thì sẵn đây nhà cũng nói của chú chị luôn, nhà có bán là thuốc ngải đen cao trung sơn. Thì để một hôm bữa hai nữa cháu sẽ đem gửi cho tặng cho cô một hũ nha. Đó, cái thuốc ngải đen cao trung sơn này là trị những cái bệnh cô đang nói luôn, nhức khớp, tức tay, nhức chân này nọ đó. Hả? Vừa qua quá cho rồi đó mà nhưng uống cũng chưa hết thuốc. Dạ, là cô có nói chung cái liệu trình đó là cô cứ uống liên tục cho cháu nha. Cứ uống liên tục liệu trình, tại vì cái thuốc đó là không thể nào mà nó hết được một cái một chiếc cơn. Mình cứ uống, nhưng mà hiện tại mình còn không? Dạ còn cái hộp. Đâu cho con mượn. Vậy là hết thuốc rồi, cho con mượn cái hộp đi. Đó, thấy chưa? Cái liệu trình uống thuốc mà chưa đủ thì sao hết được, đúng không? Đây cho cháu mượn cái hộp đây nè, phải không? Ở đây nè. Đó, thì cháu phải mượn cái hộp. Cô uống ví dụ hết, cô phải nối liền rồi bắt đầu mới đưa thuốc tiếp nữa cho cô uống, chứ không phải là cô uống một ngày một bữa là hết. Đúng rồi đây. Đó, cái hộp. Là có nghĩa là cô uống thôi thuốc cao trung sơn ngải đen là uống bao thời gian bao lâu rồi? Có nghĩa từ lúc hết á, từ lúc hết thuốc tới giờ là bao lâu rồi? Hết thuốc lâu lắm rồi, hết lâu rồi. Tháng nay rồi. Thì con giải thích cho chú nghe, thuốc á khi chú uống chưa đủ liệu trình thì chú bỏ thuốc, thì lúc đó bệnh nó sẽ phát kháng bệnh lại. Chú phải đi đúng liệu trình của thuốc. Chẳng hạn dược cách đó khoảng chừng còn khoảng chừng có 3 ngày thuốc là cô phải điện cho tụi cháu mới gửi thuốc xuống, là cô uống tiếp tục. Có nghĩa là cô uống có thể chẳng hạn như hộp này là có 260 viên đây, thì đợt sau cháu sẽ gửi cho cô là hộp chính là 600 viên, là hộp lớn. Đó thì 600 viên cô thời gian cô uống sẽ là được bao lâu đúng không? Thì cháu sẽ hỗ trợ cô vấn đề này. Cái này thì cháu bán thì cháu sẽ hỗ trợ luôn, giúp cho cô. Này là không đồng nha. Hỗ trợ cô không đồng, không tốn tiền. Thì cháu hứa có lẽ là cháu sẽ hỗ trợ cho chú được, rồi cho cô được hai hộp nữa. Là 1200 viên thì cô uống, có thể là qua cái liệu trình đó là cô sẽ hết nha. Thì mong cô chú anh chị có ai mà cũng theo dõi trên đường kênh của Nhàn Cục TV ấy, thì mong cô chú anh chị cũng giúp giùm cho Nhàn. Có gì thì mọi người cứ ủng hộ, gọi số điện thoại và Zalo của Nhàn, đặt hàng này lên đơn thì Nhàn sẽ gửi. Này thì qua cái trao đổi đó thì cháu nói như thế này, nếu như đợt này chú An và em My đi điều trị có con đi theo, cô an tâm không? An tâm mà cũng lo, lo cho con với dì chồng. Dạ thì cái chuyện bệnh hoạn thì mình phải lo đúng không cô? Rồi ví dụ như cháu đi rồi một mình cô ở nhà thế này, là ủa cháu chú An với em My đi á, một mình cô ở nhà này có thể là cô quản xiến ăn như lại là cô có sợ gì không? Không, không sợ gì chứ, yêu cầu đi rồi giá cho con á, mạnh khỏe rồi về nhà. Dạ. Thì ví dụ như một cơ hội nào mà em My mà khi con nói ví dụ nha, một cái gọi là một cái phép màu nào á, khi mà em My đi với con một khoảng thời gian với chú An mà khoảng chừng 2 tháng 3 tháng thì nó cậu vụ đi. Không thật hả? Tại vì cái nguyên tắc điều trị đó, nguyên tắc điều trị nó phải là như vậy. Đó 2 3 tháng về mà em My bước xuống từ trên xe xuống, bước xuống mà đi với đôi chân bình thường á, thì cảm xúc cô lúc đó như thế nào? Mừng lắm. Có nghĩa là chưa dám mơ ước luôn đúng không con? Chưa dám mơ. Hai như thấy chú An bây giờ đang như vậy, nhưng mà vô tình có một cái cách điều trị nào khi mà chú về tới nhà
là nhìn bóng bãi đẹp trai thì lúc đó sao trời? Hả? Thì lúc có đó, sao lúc, đó? Lúc đó có ghen không? Có ghen không? Không, không ghen. Không ghen hả? Thiệt hứa nha. Nhớ hứa. Cô nhớ cô hứa. Kêu lo cho em á, mà lo cho con được như vậy á thì con gắng cố gắng lên. Dạ. Thì bây giờ nhà cũng trao đổi của chú anh chị, nói chung nhà cũng tấu hài một tí để cho gia đình có cái sự vui vẻ một tí. Nó thật chắc thì trên căn bệnh một người mang bệnh trên người thì họ lúc nào là cái tâm trạng cũng rất là nặng, nỗi buồn. Thì nhà đem đến những cái niềm vui cho cô chú anh chị đây, chẳng hạn như cô đây, mỗi lần cô thấy Lợi là con phải chọc cái này chọc cái kia để dạ. cho cô chị, cô chú và em phải cười vui vẻ lên. Tuy rằng mình bệnh trong người nhưng mà mình phải lạc quan, tại vì cái tinh thần á đó là một cái bài thuốc vô giá. Yeah. Khi mà tinh thần cô có rồi á thì cô mới có sức khỏe để cô điều trị được những căn bệnh, đúng không? Yeah. Yeah. Thì sau video này thì nhàn sẽ chia sẻ tiếp những thông tin sắp tới cho cô chú anh chị, và nhàn sẽ đồng hành cùng chú An và em My trên chuyến thiện nguyện này. Tại cô chú anh chị cũng thông cảm giùm, nếu như mà chú tự đi tự được biết á thì cháu có thể cháu cũng nhẹ được cái phần nào, nhưng bây giờ chú với em này không biết thì cháu cũng cố gắng, cháu sẽ dành một tí thời gian để cháu đi đưa chú và em vào bệnh viện và có kết quả như thế nào đó thì sẽ có trong những video sau, và cô chú anh chị sẽ luôn đón. Thì sau video này còn mọi người có xem được thì mong cả nhà mình ủng hộ cho nhà, xin một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ và giúp cho anh Thanh Hồng đây cả nhà bước vô một cái đó. Anh Hồng TV là đôi luôn đồng hành cùng nhà nha cô chú anh chị trong những chuyến thiện nguyện rất là dài và những cái hoàn cảnh đang chờ hai anh em tụi em. Thì mọi người ủng hộ cho nhà cũng như ủng hộ cho anh Thanh Hồng, thì nói thật cô chú anh chị luôn, trên cái đường thiện nguyện không cần thiết nhất thiết phải chuyển khoản cho nhà đâu, sẵn sàng cứ chuyển tài khoản cho anh Thanh Hồng thì anh Thanh Hồng cũng trao cho chú An, anh em tụi con làm cùng hoàn cảnh này, chẳng hạn như Thanh Hồng chuyển 10 triệu cô chú anh chị gửi thì cũng chuyển cho con, thì con cũng đưa 10 triệu chuyển Thanh Hồng cũng đưa 10 triệu chứ đâu mắc triệu nào đâu. Đó nên mong cô chú anh chị ủng hộ hai anh em của tụi em tiếp tục trên cái con đường thiện nguyện sắp tới này. Và một lần nữa con xin chúc sức khỏe cô chú và em vui vẻ lạc quan, và luôn luôn trong những chuyến hành trình sắp tới điều trị như thế nào mình phải có tinh thần chuẩn bị sẵn sàng đó, không có được lo gầu gì hết, tại lên đó là bác sĩ họ đã hỗ trợ mình hết rồi. Cô gạo. Dạ không sao đâu cô. Không có gì bất ngờ. Dạ. Đi chồng bỏ hai cháu. Dạ. Để làm cho chú phấn khởi, cho bệnh tình của chú giảm đi. Dạ. Được phần nào chú bây giờ chú đang hồi hộp. Dạ. Tim đang đập mạnh nữa. Dạ. Nhưng mà cái niềm hy vọng của cháu nói đó là cho chú bớt căng thẳng. Dạ đúng rồi đúng rồi. Cho chú em My nó đừng sợ. Dạ. Đêm ngày qua cháu quá tin cho chú là chú sáng hôm. Dạ. Dạ. Ước mơ ngày mai đến ngày đưa cháu lên tới bệnh viện. Dạ. Rồi các bác sĩ tận tình giúp đỡ, báo tin được một cái tin gì. Dạ. Giả là điều trị được 50 hoặc giả là được hết. Đó là niềm hy vọng báo tin về cho. Dạ, cái đó thì cháu cũng nói trước với chú An luôn là cháu cũng không cam kết được vấn đề đó, nhưng mà cháu sẽ luôn đồng hành cùng gia đình. Và thì một lần nữa thì nhàn xin chào tất cả của chú anh chị nha. Chú An có lời nào gửi đến cô chú như Mạnh Thường Quân? À, thì bây giờ như thế này, con cả nhà cũng xin lỗi cho nhàn nhé. Thì sau đây chắc là nhàn có đôi lời hỏi chú An là chú An có lời nào để gửi đến cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đang giúp trợ đỡ cho mình, hồi nãy con cũng có đọc tên trên đây đó. Thì như thế này, thì trên đây thì có cô giấu tên thì không nói rồi, chị Jenny Lê thì bữa trước là chú cũng biết ha, rồi chị Dung, chị Hạnh, cô Oanh ở Úc và chú Quang ở quận 8. Thì chú có thể nào gửi lời đến cô chú anh chị đó không? Có, chú cũng có đôi lời gửi tất cả bà con có tấm lòng giúp đỡ cho hoàn cảnh khó khăn của chú. Dạ. Được số tiền. Dạ. Được đi đến bệnh viện điều trị bệnh. Chú gia đình, cả gia đình luôn, thành thật xin cảm ơn các cháu có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ được chú, cấp thành thật cảm ơn nhiều lắm. Dạ dạ dạ. Rồi cũng thay mặt cô chú anh chị Mạnh Thường Quân cũng chân thành cảm ơn cái lời cảm ơn của chú, nhận lời cảm ơn của chú. Và tiếp tục trong những chương trình thiện nguyện sắp tới thì nhà cũng sẽ nhận số tiền của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân hảo tâm, nhà hảo tâm để hoàn cảnh em An, ủa em xin lỗi, con xin lỗi, hoàn cảnh em Sang, rồi chú An, em Vàng và em Vàng và thêm chị Thảo kia nữa. Thì những hoàn cảnh đó, khi nào nhà hoàn cảnh nào nhà đóng tài khoản thì nhà sẽ báo cô chú anh chị. Và một lần nữa nhà xin kính chào tất cả cô chú anh chị nha, đã luôn đồng hành cùng ủng hộ nha. Dạ, xin chào tất cả các cháu.